đường. Ôi bán này là cái đại mượn này. Ông giờ ơ ba kêu quay video vệ tư bác vô. Ba du díu chả ra giá làm gì. Sao đấy? Mình là lo lo la đau đầu đầy đồ dày. Tờ bi hờ bởi. Nám mày. Bám lúa mày. Ôi, ôi, chị đẩy ra kìa. Nào Kim ơi. Một mình tự thu sẽ thế này. Đi nhà đi nó. Anh biết được đá này không? Không đâu. Cục đá này giống như kiểu giấy quăn keo lắm. Keo được vào đoạn đi chơi. Cất đi cục đá kia đi. Đi đi vào như đây. Đi đi đi. Còn nước có lửng cái ve nổ thảo. Bây giờ mấy trăm con gà ở nhà. Mẫu sao không biết à? Nga mì gà gì đấy ở bố ơi. Này tên nhỉ? Con chó nhau sao gầy như xưa nha. Không ấy không nuôi thì bán gì nhỉ? Con này á? Con thường biết á? Con ngắm rồi á? Anh lấy gì chết luôn. Suốt ngày nhốt đâu đấy, suốt ngày em đi tìm. Phải ra giống bù gà bù ngam. Thế thì anh lấy gì bán đi. Đó lại gầy giống như con của ông Vinh. Kim đào rất là nằm để bơi ra mẹ. Kim ơi nhìn á. Tôi có một cái hố để đào đất. Tôi sẽ chôn cục đá của Kim. Như báo nhất. Hai người đi chơi tìm kho báu không? Ừ. Dạ rồi đi tìm một cái. Cái này rất là đẹp. Kho báu phải chôn kho báu xuống đất lên cho mình đào lên thì cho mình thấy rồi. Đây kho báu để đây. Đào. Giờ anh đi đây. À đi đây. Cô chôn kho báu của cô mà. Ơ Kim ơi, kho báu của Kim đâu mất rồi. Chứ gì đã mất nhanh thế. Kho báu đây. Kim ơi, kho báu đá của Kim cho cô mất rồi. Ờ. Cô vừa bỏ nó đi này. Nà lý cô đào được một kho báu. Người cát đổ cát lên đầu nhau nhá. Vâng ạ. Con chạy đi, con cũng không cần gì cả đến cơ mà. Con thấy nó có thể thật luôn mà cô. Từ bé á, sợ nó mất thì vừa vừa trên được thì nó sẽ thì đã mất. Họ chở cô bà về xe đéo đi vào trong kia được. Ơ con đào đến bạc luôn rồi. Tin đào cho của Tin đi. Cô đi tìm đá đẹp để làm kho báu đó. Tính tiền phòng trống. Mấy cái trống bán mười mấy triệu. Cái lát hình vuông này cô làm hình đây.
không kịp cái hồ. Ừ. Quay nắng như bóc mấy hôm thì chắc là xong. Quay cái mà hình đá. Tối rảnh cả nhà bóc. Đau tay không? Đà bắt cơ nhà. Đây để con đi kiếm nha Kim nha. Có gì máy người ta mượn cho mượn. Bận lắm. Bận một lúc. Khang đấy hả bảo sao? Có nhiều ngô với cái mượn một lúc. Có bảo của Kim thấy chưa? Chưa. Có bảo của cô cũng không thấy nữa. Bác hình được. Đây cô làm một nhà hàng hình vuông luôn. Trước kia bà ngoại bán nhiêu vuông cũng té rồi chứ giỏi. Ông cái tay. Ấy hình vuông của con này. Thật đây. Cắt bánh xe nhập này. Không không cho cắt đâu. Ngồi phải làm dẻo hơn. Đi làm hình tròn đi. Mình đi ngẩy ngẩy cái đấy. Video bút đút đút đù đù đù. À Kim ơi, Kim Kim, có biết chỗ này có nhiều cái em đấy. Học ra đây. Trưa nay ăn lấy gì tiếp mấy bố con à? Cái nợ thịt phải ngại lắm. Cái nợ thịt phải ngại lắm. Nó chọc. Dưới là con. Tí con nó lại có quả trứng rồi. Nếu ai muốn dùng chung cái nào của người ta thì phải hỏi nhá. Chúng mấy cô cũng cho đi rồi lắm. Xin ta ta phá vào đây cho mình xin nhé. Nào của con à. Dạ. Ai cho tìm cái gì đó. Đi à. Để cho tìm cái gì còn. Em muốn đi chợ mà chả có gì đi này. Hôm nay chả có